Vinh nha. Rồi bây giờ Tân sẽ ship chiếc xe này cho anh Vinh nè. Chiếc xe này các bạn thấy là đã hoàn thành xong được chiếc xe và nó rất là đẹp. Hôm nay là để giá rất là rẻ. Thì chiếc xe này nó là một Scania, thì nó sẽ là hình vô hai cầu, chở được khoảng 50 kg luôn. Các bạn thấy cái đường từ cái thiết kế chẳng luôn. Cái này thì việc mà mình thì cái này là mình đang đóng bằng cái thùng các bạn ha. Đó, mình đang đóng thùng này mình mua mới luôn các bạn. Thùng này mua 100 ngàn, mình đóng cho chắc chắn đấy. Này đóng cho nó nhìn nó che chú nha. Nhìn thấy nó cái thùng này, như thế nào đi xe thôi luôn. Xem kỹ nha. Thì đây là bánh mâm này, mâm này là mâm kim loại này, thùng là thùng kim loại này, cái viền này cũng là viền kim loại luôn nè. Đó các bạn thấy không ạ, nó full kim loại hết. Cầu này là cầu hơi cu lát các bạn, cầu này là cầu hơi cu lát này. Đó, nhìn cái cầu rất là chắc luôn ha. Đó, rất là chắc luôn. Đây là cái cạc đăng của nó này, đây là cái hệ thống dây điện của nó này. Đó, hệ thống điện xe này, xe thở nên nó rất là chắc chắn. Cầu thì cầu dài các bạn thấy không, cầu dài nối ở đây. Đó, cái này do mình để lâu ngày nhá, mình không chơi các bạn, cái này nó không chơi nên ta các bạn biết không, rất là bền. Đó, nó chỉ có hơi bụi thôi, bụi này thì bằng nhẹ thì mình lau thôi, không có gì. Đây là cái xe vô lái của nó, hai cái xe vô lái của các bạn nhé, hai xe vô lái, đây xe vô lái cho các bạn nhìn rõ, đây xe vô lái này, đây xe vô lái, xe vô lái. Xe vô lái nằm ở đây. À, đèn, hệ thống đèn bài bản luôn các bạn nha. Bài bản. Đây là chiếc xe này nó cực kỳ đáng đồng tiền bán gạo luôn đó. Rất là đáng đồng tiền bán gạo. Thì để về cho anh Vinh chơi. Em hướng dẫn cho anh Vinh nha. Đây là cái mình dỡ cabin lên, mình gắn cái cục cao pin vào đây là được. Đó, mình gắn cục pin này vào đây. Gắn cục pin vào đây nha. Gắm cục pin vào đây. Rồi còn cái chỗ này khi mình gắm lên á, lúc anh bật anh gạt hết này lên này. Anh gạt hết lên. Thì cái này chính là cái lái này. À, cái này là cái lái này. Còn mấy cái này là dành cho công tắc.
tắc với hộp số này, là công tắc hộp số cái này lái này, cái này lái hay cái này chạy tới chạy lui đó, dễ đó. Cái này là chạy tới chạy lui này, cái này là lái này, công tắc đèn, công tắc hộp số nó rất là dễ xài ha. Có dây này tặng cho anh về anh mang vô này, pin đang sạc luôn, pin đang sạc đây, có một pin ngắn vô là chung là xe này của anh, là anh mua với một cái tiết kiệm rất là hời luôn, chắc chắn là anh chơi xe này thoải mái, anh bán là chắc chắn của con lời chứ đừng nói là bán hòa quá, mình bán con lời luôn á. Chiếc xe này chuẩn bị ship cho anh nha. Thêm bút nữa các bạn, có thêm mấy cái